Thưa quý vị, ngày 21 tháng 7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đà Bắc lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị. Cho ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Đà Bắc lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung và bố cục văn kiện, trong đó đánh giá cụ thể các kết quả đạt được, nhiệm vụ giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Đà Bắc đã có 23 trên 24 chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 đề ra. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 6%, thu nhập bình quân đầu người đạt 29 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4%. Các đại biểu cho rằng văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện cần đánh giá phân tích rõ những hạn chế của địa phương như các chỉ tiêu cơ bản đạt song thấp hơn so với chỉ tiêu chung của tỉnh. Phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế. Đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, vẫn là huyện nghèo của tỉnh. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Đà Bắc quyết tâm đưa huyện Đà Bắc sớm thoát nghèo và phát triển bền vững. Các đại biểu nhấn mạnh, việc xây dựng các chỉ tiêu phải bám sát vào các chỉ tiêu của tỉnh. Văn kiện cần có những giải pháp mang tính đột phá chiến lược. Trên cơ sở tiềm năng lợi thế của địa phương, cần quy hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng, cần có trọng tâm trọng điểm và có sự kết nối giữa các địa phương, đặc biệt là đầu tư hạ tầng giao thông. Trong đó, phát triển nông nghiệp vẫn được xác định là chủ đạo, quy hoạch phân vùng để tập trung phát triển nông lâm thủy sản. Cùng với đó, huyện cần tiếp tục mở rộng đô thị. Đối với lĩnh vực du lịch, cần phát triển du lịch tâm linh và du lịch cộng đồng gắn với du lịch chất lượng cao. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, xác định huyện Đà Bắc là địa phương khó khăn nhất của tỉnh, mặc dù được quan tâm đầu tư nhưng vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Đối với nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng để thu hút đầu tư, trong đó đầu tư các tuyến đường giao thông trọng điểm. Hướng đi của Đà Bắc thì tập trung hai nhiệm vụ chính thôi. Đối phát triển kinh tế, hai nhiệm vụ chính. Đó là tập trung nông nghiệp và dịch vụ. Mà nông nghiệp thì đề nghị với các ông chí tận dụng cái thế mạnh có mấy vấn đề. Một là nghiên cứu để mà phát triển cái cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao, có thể là sinh khối lớn mà tạo ra giá trị gia tăng tốt để mà phấn đấu đưa vào huyện. Mà muốn làm như vậy phải làm tốt quy hoạch vùng của huyện. Thế mà nông nghiệp thì đề nghị các ông chí phấn đấu một cái giải pháp thay ngô thay lúa. Theo tôi đề nghị như vậy. Vẫn giữ được đất trồng lúa, bảo vệ rừng, giữ rừng nhưng mà phải thay ngô thay lúa. Cơ cấu lại cái sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế hợp tác xã. Mà huyện phải là người chủ đạo để mà hướng cho cái phát triển nông nghiệp của Đà Bắc trên cơ sở quy hoạch vùng. Tôi nói ví dụ như là vùng trồng cây ăn quả, trong đó một cái số vùng đồi của ta mà trồng chanh leo rất tốt, rồi vùng có thể làm dược liệu, mà các ông chí đã và đang làm mô hình rất tốt đó. Mô hình làm được mà nhân rộng ra quy mô lớn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, Đảng bộ huyện Đà Bắc cần có cơ chế để phát triển và giữ rừng, nghiên cứu, phát triển cây dược liệu và chăn nuôi giống bản địa gắn với tiêu thụ sản phẩm. Trên cơ sở tiềm năng về lòng hồ Hòa Bình, cần chú trọng phát triển thủy sản. Cùng với đó, quan tâm đến việc chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu mục tiêu của huyện Đà Bắc là giảm nghèo bền vững. Vì vậy, mỗi năm ít nhất phải thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo 4% một năm. Trong phát triển du lịch, phải có quy hoạch để đầu tư trọng điểm, giữ gìn bản sắc văn hóa về kiến trúc, ẩm thực và trang phục để phát triển du lịch cộng đồng.